Thiệu với quý khách hàng, đây là cây khế ngọt tại bên vườn ươm Hải Đăng. Khế ngọt này, cây có chiều cao tầm độ 40 cm, cây cũng đã nằm trong bầu ươm rồi, thân cũng phải to hơn đũa rồi. Ở bên đây là cây giống khế chua. Khế chua thì thấp hơn, chỉ cao ở tầm độ 30 phân thôi. Khế này rất là thích hợp trồng. Và trồng khế này rất là nhanh ra quả. Các bạn trồng đầu năm thì cuối năm đã có cho thu rồi. Ở ngoài cây giống ra thì vườn còn có cây choai bạn ạ. Cây choai này đã trồng trong chậu rồi nhá. Đây là dạng chậu nhựa nhỏ. Cây này thì năm ngoái đã cho quả rồi đấy. Có cây to này. Cây to là trồng chậu to.